Xin chào các em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 1 trang 41 sách giáo khoa hóa học lớp 9. Đề bài của bài tập số 1 của chúng ta như sau. Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri carbonat? A. Dung dịch baricarbonate. B. Dung dịch acid chlorhydric. C. Dung dịch chì nitrat. D. Dung dịch bạc nitrat. Và E là dung dịch natri hydroxit. Giải thích và viết các phương trình hóa học. Đó, thế thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này như sau. Đây là một bài tập lý thuyết nhưng đòi hỏi các em cần có một cái kiến thức tổng hợp khá là chắc và vững vàng thì mới có thể hoàn thành một cách đầy đủ và chính xác nhất được. Thế thì bây giờ, đầu tiên, chúng ta sẽ không thể dùng baricarbonate, BaCl2 và chì nitrat, BPNO3 tất cả hai lần để phân biệt được vì phản ứng sẽ đều tạo kết tủa có màu giống nhau. Đó, thứ nhất. Không dùng BaCl2 và chì nitrat BPNO3 hai lần vì đều tạo kết tủa giống màu. Đó, ở đây cô viết phương trình nhá. Đầu tiên, với baricarbonate. Thì baricarbonate tác dụng với natri sunfat tạo thành kết tủa bari sunfat BaSO4 kết tủa màu trắng cộng với muối natri carbonate. Tiếp tục là baricarbonate với muối natri carbonate tạo thành baricarbonate kết tủa màu trắng natri carbonate. Tiếp theo là với chì nitrat PPNO3 tất cả hai lần tác dụng với natri sunfat thì sao, thì sẽ tạo thành chì sunfat cũng là kết tủa màu trắng cộng muối natri nitrat. Và cuối cùng là chì nitrat phản ứng với muối natri carbonate thì cũng tạo ra kết tủa chì carbonate kết tủa màu trắng cộng muối natri nitrat. Được chưa nào? Đó. Theo. Ý tiếp theo. Với bạc nitrat thì cũng không được. Không dùng bạc nitrat AgNO3. Vì đều phản ứng hiện tượng thì không khác nhau rõ rệt. AgNO3 phản ứng với muối natri sunfat thì tạo thành chất kết tủa Ag2SO4 bạc sunfat, thật ra đây là một chất ít tan thôi, cộng muối natri nitrat. Tiếp theo là chì nitrat phản ứng với bạc nitrat phản ứng với muối natri carbonate tạo thành Ag2CO3 bạc carbonate kết tủa không tan đó. Kìa, đây cố tạm thời hai ghi này kết tủa và cộng với muối natri nitrat. Được chưa nào? Đó. Tiếp theo. Ý tiếp theo. Không dùng natri hydroxit NaOH. Vì đều không phản ứng. Không hiện tượng. Luôn. Cuối cùng. Thuốc thử ở đây. Thuốc thử dùng được ở đây chính là acid chlorhydric thôi các em ạ. Đó, cô sẽ viết phương trình để giải thích. Acid chlorhydric mà tác dụng với muối natri carbonate sẽ tạo thành dung dịch muối natri carbonate và quan trọng là tạo thành khí CO2 và nước. Khí CO2 bay ra. Thì đây chính là hiện tượng tạo khí ở khi nào?
Còn axit chlorhyric với muối natri sunfat thì không phản ứng em ạ. Đó, không phản ứng, không hiện tượng. Được chưa? Thì đáp án ở đây chỉ có axit chlorhyric HCl và có thể dùng làm thuốc thử nhận biết muối natri sunfat và natri carbonat thôi em nhé. Thì qua bài tập vừa rồi thì chúng ta đã được ôn lại rất nhiều các phương trình phản ứng hóa học, tính chất hóa học của muối, của axit, của bazơ. Được chưa? Thì cảm ơn các em đã chú ý theo dõi video của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em.